Hi, xin chào tất cả người. Chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ vì hiện tại là cuối tuần và anh em xóa thoải mái đi. Và nhân tiện đây là cuối tuần thì mình sẽ làm một clip thú vị và cũng là trôn game nhất của mình, đó là vị tướng Greg anh em ơi. Làm clip lại với vị tướng Greg với bộ trang phục là khô lâu đại tướng với rất nhiều yêu cầu anh em làm về vị tướng Greg này và trôn game thử xem. Ok, hôm nay thì mình sẽ thực hiện thử thách anh em nha với phép bổ trợ là tốc biến và trôn game là sao. Thú vị nhất đó là đi phá rừng của team bạn, và trong trận đấu này anh em thể nhìn thấy là team bạn là có Murat đi rừng và mang pháp bảo trợ trừng trị kìa. Không biết là mình có thể phá được rừng vì từ Murat hay không. Anh em cùng chờ đợi trong clip lần này nha. Và trong trận đấu này hiện tại team mình đang có Tulen, Chalnet, Wonder Woman, King Cross và Greg. Thật ra thì đội hình như thế này cũng khá là trâu chó. Kèm theo anh em để tìm thấy team bạn có khá là nhiều những cái vị tướng khống chế cao. Rồi, thật ra thì làm clip trôn game thế nên là mình chỉ đấu thường anh em ơi. Anh em thông cảm cho mình nha. Chứ còn mang vào đấu danh, một là thua này, ấy có khả năng thua rất cao. Hai là anh em xem sau clip anh em chửi mình sấp mặt luôn. Tại sao là có thể lao vào đấu danh và chôn game như một thằng chẩu tre như thế được? Vậy nên là mình sẽ không làm như thế nha. Không ngu gì mà để anh em bị chửi, anh em chửi mình như thế. Ok, và trận đấu rồi. Và đầu tiên thì mình sẽ chạy thật là nhanh ra cái con bùa xanh để có thể là chôn game anh em ơi. Chạy ra cái con bùa xanh này nha, hy vọng rằng sẽ có thể có màn trôn game vui vẻ cho anh em được. Ok, thật ra làm clip trôn như thế này cuối tuần để cho anh em có một cái phút giây thoải mái giải trí và đem đến tiếng cười cho anh em thôi. Chứ còn mình cũng không muốn gì mà hy vọng rằng anh em có thể để lại một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video giúp mình nha. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở khu vực này để có thể kéo được cái con bùa xanh của team bạn ra đây. Kéo đây, cái màn trôn game này khá là thú vị này. Đâu rồi? Kéo, trời ơi mình đang kéo con bùa xanh anh ạ, kéo ngay Murat rồi. Murat hiện tại rất thọt anh em ơi, cực kỳ thọt. Bây giờ mình lại đợi 9 giây, 8 giây, chơi theo kiểu bài lầy nhá mày. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Rồi nha, tiếp tục mình lại kéo này. Tiếp tục lại kéo, lại kéo. Trời. Ôi trời ơi anh em ơi, không thể tin nổi nữa rồi. Vãi chửa luôn. Thật sự thì thanh niên chắc là rất ức chế luôn này. Wow. Không biết là sao nữa anh em ơi. Đó, chiến công đầu rồi, một màn trôn game khá thú vị. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng đi kéo tiếp nha anh em ơi. Phá rừng team bạn 2 lần rồi, tiếp tục kéo đây. Kéo này, chuẩn xác luôn, bắn đi, bắn nhấc xác nó lên nào. Trời ơi, Alice chạy mất rồi. Ok, mình sẽ không ở lại để hỗ trợ vị tướng kèo nát nữa mà bắt đầu di chuyển ra khu vực khác để có thể kéo được nữa xem nào. Đâu rồi? Đây, con bùa xanh đây nha anh em ơi. Hình như là rừng team bạn không ra bùa xanh thì phải. À đây đây, dừng tí bạn kia, đợi bao giờ mình sẽ chờ đợi Murat đánh cái con bùa xanh rồi mình sẽ kéo nha anh em ơi. Đó, ở đây đây có ấy này. Xem nào, kéo kéo luôn ra đây này, đấy chứ anh em ơi. Thú vị vãi. Hiện tại thì Murat team bạn không có bùa xanh và nhất quyết gọi là quyết định để ăn con bùa xanh này mà mãi chưa ăn được anh em ơi, đang ăn con xoáy kìa. Ok. Thanh niên này đã chết mất một mạng rồi, mất một mạng đầu game rồi anh em ơi. Bây giờ thử xem nhá. Từ bây giờ mới level 2 à? Xem nào. Mình sẽ kéo tiếp, đứng đây và kéo bùa xanh nha anh em ơi. Đợi cho Murat chơi bài lầy. Đâu ấy, bùa xanh đâu ấy? Mình sẽ tốc biến lên và kéo. Tích thì chơi lầy luôn này. Trời ơi, ức chế chưa, làm cái gì mà căng nhau, làm cái gì mà căng. Trời ơi, còn xíu. Ok, mình sống sót thành công rồi. Nói chung mang phép bổ trợ tốc biến này đi để trôn game thôi nha. Hy vọng rằng anh em thấy clip này hay và thú vị, cũng như để lại một like, đăng ký kênh và một cái thử thách bên dưới để mình có thể thực hiện được những cái thử thách thật là vui và thú vị cho anh em này. Ok, hiện tại bây giờ thì Murat team bạn ăn được con bùa xanh rồi. À đâu, chưa có bùa xanh nhá. Mid đường cái Tulen team mình đã ăn được bùa xanh rồi. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra cái khu vực bùa đỏ để có thể cướp tiếp này, một màn trôn game tiếp này anh em ơi. Hy vọng sẽ thành công. Hy vọng sẽ thành công. Đây, đâu đây nha, mình sẽ kéo đây chứ đâu. Trời ơi, phút thứ gần phút thứ 3 mà dừng team bạn gọi là thoạt nhất cả hai team, thoạt hơn cả mình. Mặc đấy, mình dò hỗ trợ một mạng mà có Senel, có 5 4 3 2 1. Từ từ mình sẽ kéo tiếp nha. Trời ơi, đang có Senel đỡ cho mình, đỡ kìa. Trời, Senel biết ngay mà. Nó đỡ này rất khó luôn anh em ơi, rất khó kéo được kìa. Ôi, té ra Murat bây giờ mới level 3 thôi, xoắn gì nhờ. Ok, thoải mái đi. Murat anh em ơi đang bị chịu đòn kìa, đang bị chịu đòn rồi. Triệu Vân lên bảng, kéo tiếp nha. Rồi Murat lên bảng, mình kéo tiếp ông già này, kéo một mạng. Trời ơi, thật sự là rất phê luôn. Lâu lắm rồi mới làm clip như thế này, thật sự là khá là thú vị luôn đấy. Ấy, thật sự rất là vui luôn anh em ơi.
nếu mà anh em có cơ hội thì có thể chơi như thế này, trốn game thôi, và hy vọng anh em chỉ có đấu thường thôi nha. Khuyên anh em không được mang vào đấu danh theo kiểu như thế này, tại vì là cái này rất là rủi ro luôn đó. Mình sẽ tiếp tục chạy sang cái con bùa xanh này xem là Murat, mình sẽ kéo con bùa xanh này nhá. Sao nào, chưa thấy con bùa xanh nó ra. Có bùa xanh đây. Đợi Murat chém là mình sẽ kéo tiếp này. Đâu rồi Murat đâu? Đâu rồi? Phải đợi thanh niên ra mình sẽ kéo. Rồi mình đang chờ đợi đây. Đấy đây đây đây, kéo. Ok, mình đã kéo thành công rồi. Và Murat team bạn cực kỳ thọt luôn. Dừng ai ngờ dừng bây giờ level 4, trời ơi, lại chết một mạng nữa này. Chắc bỏ game đi bạn ơi, thật sự bỏ game đi. Chơi xong clip này, nếu mà bạn có xem xong clip này thì rất xin lỗi bạn nha, tại đây là mình làm clip vui thôi mà. Hy vọng rằng bạn đừng có nổi nóng với mình. Ok, và đừng để lại cho mình một dislike là được rồi. Đấy đây, ôi sao lại tốc biến thế? Trời ơi, tốc biến làm gì? Ok, thật sự thì khá thú vị luôn đấy. Rồi. Tiếp tục lại đi phá rừng thôi. Mình lại chạy sang cái con bùa đỏ. Nhưng mà đừng có ăn bùa đỏ con nữa cũng mừng ơi. Trời ơi, là ăn bùa đỏ làm sao mà có màn chôn game được. Mình nói trước là mình không chôn đồng đội nha, thế nên là con bùa đỏ này mình sẽ để nguyên. Chứ còn nếu mà nói thật ra thì nếu mà Murat team bạn ăn bùa đỏ thì mình sẽ kéo thẳng thừng luôn. Nhưng mà đây là đồng đội mình nên là mình không chôn game, không chôn đồng đội nha, không chôn đồng đội nha. Đấy là một cái nguyên tắc của mình. Ok, rồi tiếp tục này. Mình sẽ kéo cái con này, thế nào Murat ăn con xoáy này. Chà nào con ăn xoáy, kéo xoáy nhanh em ơi, kéo xoáy. Ok, ảo ảnh chạm của Murat là đã bị xịt rồi, khá thú vị. Ok, tiếp tục đi, bạn lại tiếp tục ăn xoáy đi, mình lại đứng đây mình kéo xoáy này. Hình như là ra cái con này rồi anh em ơi. Thanh niên này lại ra cái con này. À chưa ra, hình như là vẫn đang ăn xoáy. Rồi, tiếp tục này, kéo xoáy, có kinh nghiệm, có vàng, lại cướp được xoáy rồi. Bỏ game đi là vừa, thật sự mình khuyên Murat bây giờ thoạt hơn cả mình luôn này. Mình level 7 rồi, thanh niên mình mới level 6 thôi. Tiếp tục, trời ơi, thật sự là khá thú vị. Thôi, kéo xịt mất rồi. Kìa, đừng để nó chạy mất nào. Ok, mình sẽ đứng đây, mình chặn đầu, mình sử dụng chiêu cuối hút luôn nha. Đứng đây là hút luôn này. Ơ đâu, ơi không chạy ra đây à, buồn thế. Ok, bá đạo rồi, thật sự thì khá là vui đấy. Ok, tiếp tục chạy. từ từ nhá. Anh em bình tĩnh nào, bình tĩnh. Chắc là có lẽ trận đấu này 10-0 rồi. Không ngờ là cái màn chôn game này nó có khả năng bá đạo thế. Mình không nghĩ là vui đến vậy đâu anh em ơi. Thôi, kéo xịt mất rồi. Đáng tiếc quá. Tất cả phải kéo 100% không bao giờ trúng được. Nhưng mà nói chung thì mang cái sự thú vị thôi. Ok, và chắc chắn thì cái con bùa xanh team bạn kìa. Có lẽ là mình sẽ di chuyển thật là nhanh sang bùa xanh team bạn để có thể là ăn con này nha. Để cho Murat team bạn bị thọt ấy, chẳng hạn là ăn bùa xanh thì mình lại cướp luôn, mình lại cướp thẳng thừng luôn, có cái gì đâu. Cướp tiếp anh em ơi, cướp tiếp rồi. Murat đâu rồi? Không phải mong trả lời chán nhờ. Đây, có hàng, kéo nhá. Kéo này. Kéo được rồi, chết luôn. Chết đi còn cái gì nữa. Rồi ok, một mạng. Ok, Murat thôi, để Murat cướp mất bùa xanh kìa. Buồn vậy. Chắc là từ đầu trận đấu rồi Murat mới ăn được con bùa xanh. Ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi, khá là sớm nhưng thật sự thì đây là mình chỉ muốn là mang lại tiếng cười và niềm vui cho anh em thôi sau những ngày làm việc học tập căng thẳng. Anh em nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Nhớ ấn vào like đó và subscribe kênh. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.